nó cạn á, mới đậy nắp lại mới bớt lửa. Cái vừa khép mà nó vừa nhão, nhão nhẹt luôn. Đem lên ông bác nói cái con này nó khờ quá, sao mày không lấy đường mày bỏ vô mày làm luôn rồi chè luôn đi cho mình ăn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. À, chào cô. Dạ, chào cô. Chào chị ạ. Dạ, xin mời ạ. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ, thưa chào quý vị thính khán giả. Chào hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Dạ, tôi tên là Trần Thanh Thủy. Năm nay tôi 60 tuổi. Dạ, tôi ở Tân Bình. Dạ, hiện tôi làm nghề nội trợ. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Xin chào quý vị khán giả. Kính chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. À, mình tên là Trương Thị Kim Phượng, 43 tuổi, mình ở Tân Bình. Mình làm dâu mẹ 5 năm và là con dâu của mẹ 21 năm. Làm dâu của mẹ 5 năm. Ở chung với mẹ 5 năm. Tức là lấy chồng 21 năm rồi. Dạ. Nhưng chỉ làm dâu có 5 năm thôi. Dạ, dạ, đúng rồi. Lúc đầu em ở với bố mẹ là 5 năm đầu và em mới ra riêng đây 16 năm. À, dạ. Dạ. Cái ấn tượng ban đầu mà cô gặp con dâu của mình, cô thấy thế nào? Thì cháu nó dắt bé này về thì thấy cũng là trắng trẻo, lễ phép, cũng nhỏ người chứ không có phì nhiêu như giờ. Bây giờ hơi bị phì nhiêu đó. Dạ, 21 năm rồi. Dạ, dạ, thấy cũng dễ thương. Dạ. Còn chị không biết chị có ấn tượng gì đối với người mẹ chồng của mình lần đầu tiên gặp không? Mẹ trẻ đẹp. Về bên nhà thì mình thấy gia đình có đầy đủ ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và các con đều vui, nên mình rất là ấn tượng mẹ. Những cái ngày đầu làm dâu thì cô con dâu làm dâu thế nào? Cháu nó thì về nó không có biết nấu ăn, nó vụng về lắm. Thí dụ như là chủ nhật ở nhà đổ bánh xèo ăn thì nó mẹ để con làm cho, một lát nó làm một cục bột vậy nè, nó không có chán ra mà nó làm, nó vô dĩa nó làm luôn một cục luôn vậy nè. Thì đâu ăn được, nó làm bánh xèo cục. Bữa là bác chồng dắt ông bạn về nhà nên bữa đó là không nấu cơm, kêu con ơi thôi con lấy nếp đi, con nấu cơm nếp. Cũng lấy nếp, cũng nấu cơm, cứ để nó sôi chừng nào mà nó rút hết nước rồi nó cạn á, mới đậy nắp lại mới bớt lửa. Cái vừa khép mà nó vừa nhão nhẹt luôn. Đem lên ông bác nói cái con này nó khờ quá, sao mày không lấy đường mày bỏ vô mày làm luôn rồi chè luôn đi cho mình ăn. Cũng là một cách nấu mới, bánh xèo cục, rồi cơm nếp cháo. Thử ra việc bếp núc là mình lo không ạ? Lo hết, mẹ chồng lo đúng hết rồi. Khi về ở chung á chị, mình có gặp những cái khó khăn gì không chị? À, lúc mình mới về thì mình cũng đi làm nên là cũng không gặp gì khó khăn. Mẹ thì cũng dễ, mình lúc đó cũng còn nhỏ nên cũng hơi vụng về chút xíu. Mẹ thương quá, lo hết luôn rồi không? Nấu nướng hết rồi. Em cảm thấy có những cái điều nào mà không hợp với mẹ chồng ngay từ những lúc đầu? Dạ, cũng không có gì để không hợp. Nhưng mẹ em thì ít nói, ít chia sẻ, chỉ có vậy thôi. Em thì tính em bộc trực, thành ra là có chị thôi chứ cũng không phải gì là không hợp nhau lắm. Nhưng bộc trực đôi khi sẽ làm người khác buồn. Dạ đúng rồi, nhiều khi mà tính em thì cũng hơi nóng tính, nên nhiều khi cái chuyện gì mình thấy không ấy thì mình cũng hay bộc trực ra vậy thôi. Có thôi, nhưng mà cái mặt ụt là vui đóng rồi. Nhưng mà lúc đó thì cô cảm thấy như thế nào? Thì cái vấn đề chỉ là về con cái thôi. Dạ. Cô á thì thích là cứ cháu nó ăn cơm thì cứ để nó ở nhà đút cho nó ăn, đừng có mà bế đi. Thì con bé này lại là khó ăn, nóng tính nữa, thành thử ra cứ ẩm con đi rong ở khu khắp xóm để mà đút cho ăn. Thì con bé nó khó ăn, nó bị cái trứng trào ngược nữa. Em mà đút hết xong vừa no xong là nó ào ra hết luôn con đó, rồi phải về lấy một chén khác ẩm đi suốt xóm luôn. Đó là la nó là cái đó, nhưng mà không nói, nhưng mà cái mặt ụt lại một đống vậy nè, như là bánh xèo cục. Khi ở nhà thì bé nó sẽ không ăn, thế là em cứ cố gắng và chịu khó bé ra ngoài để đút cho bé ăn. Sống nghe lời mẹ để nhà. Dạ bé nó khó ăn lắm anh. Nhưng mà mẹ thấy để nhà tốt hơn. Nhưng mà anh Nguyễn Linh biết sao không?
cũng có cái lợi khi mà ba của tôi đó sắp tới đám cưới thằng kế là thằng em chồng của cô này nè, là tới khoảng nửa tháng là tự nhiên ông già lại đột quỵ phải nhập viện. Tôi phải ở trong đó túc trực ở trong bệnh viện để mà nuôi ông già. Tới ngày cưới của em chồng lại không có ai đi mời thiệp hết, không ai đi phát thiệp hết. Thì nhờ cái mà đút cơm khắp cả xóm vậy á, biết hết nhà nào bà ba, bà bảy, bà mười gì biết hết. Thành thử ra một tay cô đấy là đi mời thiệp, đi phát thiệp hết cho mọi người luôn. Ủa vậy lúc em ẩm cơm đi đút con hay là em đi giao lưu với hàng xóm? Đi đút là chỉ đi ở ngoài vậy thôi. Đút chỉ là phụ thôi, còn giao lưu là chính đúng không? Thành ra quen hết. Không biết là ở nhà hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì chị hả? Hai mẹ con mình thích mặc đẹp, thích ăn mặc đẹp, lâu lâu cũng chở đi shopping. Còn hợp nhau gì nữa không? Hợp cũng nhiều lắm đó chứ. Thích là đi chơi nè. Thường là con dâu chở tôi không mà, chứ tôi không có dám chạy xe. À. Nó cứ rủ đi chơi mẹ đi. Ờ thì hai con chở đi chơi thì tâm sự ra muốn mua sắm ha. Dạ, thế mới hiểu nhau nhiều hơn. Có những cái mâu thuẫn nào mà mẹ con hay thường gặp không? Cũng không có gì mâu thuẫn lớn, nhưng mà do mẹ em thì ít nói, ít chia sẻ. Mỗi năm mùng một Tết là em hay về bên nhà chồng em trước. Nhưng mà có một năm đó là em lại về cho nhà em trước mà em không có báo với bố mẹ. Thế là bố chuẩn bị đồ sẵn hết mà trong khi không thấy hai vợ chồng vào. Thì có năm đó là bố giận. Bố giận là mấy ngày luôn. Khoảng mùng 5, 6 Tết gì á là bố mới thôi. Còn riêng mẹ thì mẹ ít chia sẻ. Mình cũng không biết là mẹ buồn hay là không buồn, có giận gì hay không. Mình lên chương trình này của mình cũng mong là mẹ những cái gì con dâu chưa được, mẹ khuyên, mẹ nói để con dâu chỉnh sửa lại để sống tốt hơn. Cô thấy sao cô? Tại vì lúc trước thì nói là không nghe. Nhưng mà lúc này là cô thấy là từ lúc mà ông bố ông mất tới giờ đó, là thấy là mẹ con gắn kết nhau lắm. Là cháu nó cũng lúc trước là nó không có thường vô ra đâu. Nhà gần lắm chứ không có xa, khoảng một cây số thôi. Nhưng mà khoảng tuần lễ 10 ngày nó chưa có vào luôn á. Mà ông bố mất xong rồi thì có vẻ là kháng khích hơn. Nhưng mà tại sao cái nhà em với nhà mẹ cách nhau có một cây số mà cái tuần ngày hôm qua? Chồng em mỗi sáng thì cũng hay vô nhà mẹ. Em cũng ỷ lại là nhiều khi chồng vào thì mẹ có chuyện gì thì chồng sẽ nói thì mình sẽ vào. Em cũng có việc thì em cũng vào bình thường. Chứ không phải là như vậy là không quan tâm tới bố mẹ. Nhưng mà đó mẹ nói thôi, có cây số mà không thấy cả tuần. Dạ đúng rồi, cái lỗi của em là em nhận. Nghĩ là thôi bố, có lúc đó còn bố. Thì nghĩ là ví dụ mẹ có buồn gì thì có bố chia sẻ. Nhưng mà sau này bố mất rồi, em cũng mong là mẹ chia sẻ. Ví dụ như con cái chưa có gì chưa đúng, mẹ cứ nói để cho con cái sửa, để gia đình mình vui hơn, hạnh phúc hơn. Có bao giờ mà con dâu làm cho bố chồng buồn, làm cho anh chị em trong nhà buồn không? Có chứ, thì đó anh Nguyệt Linh nghe là Tết là không vào đó. Dạ. Nghĩa là cái phong tục của ông bố nhà này á là sáng mùng 1 là thay đồ mới thật là sớm, ngồi ở đó để mà con vào để mà chúc Tết. Đó thì bữa mùng 1 ngồi tới 9-10 giờ không thấy đứa nào vào hết trơn. Trời mà nó ơi. Đi về trong nhà nó thì thay gì á gọi điện báo bố mẹ một tiếng. Không gọi luôn. Dạ. Thành thử ra cứ ngồi đó mà chờ đó thì giận là cái đó thôi. Cái đó thôi. Dạ. Hả? Còn gia đình em, dạ. Út em chồng này kia có ai buồn không? Chỉ có một lần em với cô em chồng, ngày đó là nhà đám giỗ. Thế là em ở dưới đây thì bé nhỏ mà lên phòng của cô Út chơi thì bé không có biết cái vé xem phim của cô Út. Cái nhà lấy viết vẽ bậy lên thì có một lần đó cô la cháu thì mình thì thương con. Nên có vậy đó thì mình cũng hơi buồn, hơi giận. Làm hai chị em là cũng giận nhau cũng hơi bị lâu á. Cô la gì giờ con em mà em giận? Thì la rồi gạch xó gì trên cái vé đó. Rồi bé khóc. Thì nói chung là mình là mẹ mà nghe con khóc thì xót ruột. Ở nhà mình hai mẹ con có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất cũng xúc động nhất. Gia đình mình không có trọn vẹn. Thế là mình sanh đẻ thì đến lẽ mình là con gái thì mình phải được mẹ ruột rước về nuôi. Nhưng mà mình không may mắn được cái chuyện đó. Bố mẹ chồng phải nuôi mình. Và hai lần bệnh như vậy mình rất là cảm ơn bố mẹ. Mà chưa có dịp để mà mình nói ra con cũng xin cảm ơn mẹ. Bố thì đã mất rồi. Nhưng mà con nghĩ bố một còn ở đâu đó, bố sẽ ghi nhận những lời con nói. Phải chi mà con dâu còn nói trước khi mà bố còn sống thì hay biết mấy nha. Dạ. Lúc đó em cũng chưa nhận ra điều đó đúng không? Bố thì rất là thương em, bố xem em như là con gái. Nhưng mà em thì sống nhiều khi em cũng hơi giữ kẻ. Bố muốn cho em cái gì đó mà bố nói rồi vô đây bố cho con thì em sẽ e ngại, em sẽ không vào liền. Bố biết tính em vậy nên bố là hay nói con vào đây bố nhờ cái này một xíu
là thí dụ mình nghe vậy thì mình phải tức tốc mình vào liền. Thành ra là em nghĩ cái tình thương bố dành cho em rất là lớn. Em rất là tôn trọng bố, còn rất là tôn trọng mẹ. Nhưng mà do mẹ em ít chia sẻ quá, em cũng biết là mẹ chưa có được vừa ý em cái gì. Em mong là mẹ chia thôi sẻ. Thôi sẵn tiện hôm nay cô nói luôn cho chị có thể hiểu hơn đi cô. Đúng cô rồi. Có thể... Cô cũng nói vậy. Hôm nay là lên chương trình này thôi, mình nói thẳng với nhau. Dạ, đúng là... rồi. Con nên quan tâm mẹ chút xíu. Dạ. Là thí dụ như vô ra gì với mẹ thường xuyên. Ngày xưa là còn bố thì thí dụ như có chuyện gì là bố với mẹ thì tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau. Còn bây giờ là bố không còn nữa thì bây giờ là còn các con. Nhưng mà mấy đứa em con thì nó ở rất là xa, nó không có về được thường xuyên. Bây giờ có mình con là ở gần với mẹ thôi, thì con nên thường xuyên vô ra thăm mẹ. Không cần nhiều đâu, con chạy ra chạy vô có tiếng nói vậy là cũng được rồi. Chứ không phải là phải mua cái này cho mẹ, mua cái kia cho mẹ, không cần. Đó, con chỉ vô ra chạy tới chạy lui vậy, nói chuyện đồ vậy là mẹ vui lòng lắm rồi. Thấy chưa? Dạ, mẹ nói thì con sẽ ghi tâm. Trước giờ con rất là thương mẹ, nhưng mà con không có thể nói. Con nói là con thương mẹ quá thì con chưa nói được câu đó. Nhân dịp hôm nay con xin cảm ơn mẹ. Và con rất là thương mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Nhưng mà tại vì con có một cái gì đó con chưa dám nói. Hôm nay con nói con mong là mẹ ghi nhận cái lời nói của con là sự thật. Tức là có những người là không có dám thể hiện ra. Yeah. Người ta giữ trong lòng thôi. Như cái này á, nó cũng không được hay cái chỗ nè. Cái người mà đối diện người ta không hiểu được, đôi khi người ta trách. Giống như mẹ không hiểu được em thương mẹ đến chừng nào, cái đôi khi mẹ trách nó, trời không thấy nó vô đi thăm tao. Yeah. Rồi sao tao bệnh tao ho cũng không hỏi thăm. Và trong khi tao thương nó nhiều lắm. Đúng. Nên tất cả những người con nào cũng cần nên nói với mẹ điều đó. Con yêu mẹ, thương mẹ thế nào đó, nói bằng lời thì hay hơn. Dạ có chứ anh Quyền Linh. Ví dụ như trong nhà bên chồng em, bố bệnh hay là mẹ bệnh gì em đều quan tâm. Nhưng mà kiểu như bình thường mẹ khỏe, mẹ không có chuyện gì thì em ít vào. Nhưng mà em là rất là người rất có trách nhiệm. Chờ có bệnh mới vô đúng không? Ví dụ em mà nghe nhà có việc gì thì em sẵn sàng. Em rất là nhiệt tình trong ngoại việc đó. Ngoại giao rất là giỏi. À, nhưng mà chỉ có cái là vụn nấu ăn thôi. Đi nghĩa là đi đâu làm cái gì, là đám tiệc gì là do lo vòng quài thôi, không có vô bếp. Rồi để xem ngày hôm nay chồng em sẽ nói điều gì nha. Dạ. Anh là muốn bà xã anh á, là bây giờ còn có một mình mẹ à, nên thường xuyên vào với mẹ để cho giúp mẹ vui. Còn với mẹ anh á, thì nhưng mà vợ chồng anh cảm ơn mẹ rất là nhiều, là mong cho mẹ là sống khỏe với con cháu. Hãy sống cởi mở rồi vui vẻ, rồi có gì là cứ chia sẻ tất cả với những người trong gia đình. Chứ mẹ đừng có giữ trong lòng, giấu trong lòng mà nó buồn một mình. Nhưng mà anh Quyền Linh biết, thường thì người già mà không thích để mà con buồn phiền, lo lắng cho mình nhiều. Thành thử ra mình có sổ mũi nhức đầu gì mình cũng không có dám nói. Nói rồi sợ con nó lo quá đi. Thành thử ra... Nói ra thì đâu ai biết cô. Cô ở với ai? Thì bây giờ là chỉ còn con gái Út à. À, gái Út rồi. Thì cần phải có con trai nó vô, dâu vô nó phụ với gái Út nữa. Gái Út nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, hôm nay 28. À, rồi có gia đình chưa? Dạ, chưa. À, đưa đến bạn Nguyễn Hò nha. Nhớ nha, dẫn mẹ tới bạn Nguyễn Hò, biết đâu mẹ cũng có người tri kỷ. Bây giờ bố mất rồi, còn có mình mẹ. Con không muốn mẹ phải buồn một cái chuyện gì nữa. Con hứa con sẽ cố gắng hết sức. À, cảm ơn con nhiều. Em có mong muốn điều gì của mẹ ở mẹ không? Dạ, em thì em chỉ mong muốn là mẹ nên chia sẻ nhiều hơn với con cái. Tại ngày xưa là còn bố, có dụ mẹ buồn mẹ vui gì mẹ có thể chia sẻ với bố. Nhưng mà bây giờ bố mất rồi, có chuyện vui chuyện buồn gì mẹ cứ nói với các con để cho các con hiểu, rồi làm cho mẹ vui, mẹ sống lâu với con, chúng con và các cháu. Muốn chia sẻ thì hãy đến với mẹ nhiều hơn nữa. Dạ. Mỗi ngày một lần, hai lần, ba lần, nhiều nhất có thể, chứ đừng có để một tuần tới một lần. Dạ. À, rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Hai mẹ con ôm chặt nhau nào, luôn luôn gần nhau thế này nhá. Dạ. Rồi mai mốt á, mà cô Út cô đi lấy chồng rồi thì nhà cũng còn ai đâu, đúng không? Dạ. Càng con trai với con dâu thôi. Dạ, nhân đây em cũng xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Lê Lộc đã lắng nghe và nghe em chia sẻ. Đúng rồi chị ạ. Rồi chúc cô mạnh khỏe, chúc gia đình hạnh phúc và thành công nha. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Dạ, cảm ơn.
Chương trình có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và còn một phần quà dành tặng cho cô và chị nữa là Cao Linh Chi Nhân Sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có công dụng bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh. Còn một phần quà đặc biệt nữa, một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng của thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc, dành tặng gia đình mình ạ. Dạ. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ. Xin mời đường này xuống.